14 triệu 700 ở Hà Nội Computer. Còn bên này chỉ có 13 triệu 070 nghìn. PC hay laptop? Đi đâu mua laptop và PC giá rẻ nhất? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc sử dụng laptop hay máy tính để bàn đã không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Những thiết bị này được xem là trợ thủ đắc lực để phục vụ con người trong các hoạt động làm việc, học tập và giải trí. Nhưng nên mua máy tính để bàn hay laptop thì tốt hơn? Loại nào tối ưu và tiết kiệm chi phí hơn? Để trả lời cho câu hỏi mua laptop hay PC thì bạn đừng bỏ qua những thông tin so sánh máy tính để bàn và laptop được nhắc đến dưới đây nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng dòng máy PC laptop. Mời bạn cùng theo dõi. Các tiêu chí đánh giá nên mua máy tính để bàn, PC hay laptop. Để trả lời cho câu hỏi nên mua laptop hay máy tính bàn thì bạn hãy cùng theo dõi một số những tiêu chí đánh giá dưới đây. Trọng lượng, kích thước. Về trọng lượng thì đương nhiên laptop có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với máy tính để bàn. Các mẫu laptop thường xuyên có thiết kế mỏng nhẹ, gọn gàng, có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển. Bạn thường xuyên cần đem theo thiết bị bên mình cho công việc, các cuộc họp thì laptop chính là lựa chọn hoàn hảo. Những chiếc máy tính để bàn thì lại có kích thước cồng kềnh và trọng lượng lớn hơn. Hiện nay, ranh giới về kích thước và trọng lượng giữa PC và laptop ngày càng được giới hạn, và dòng laptop ra đời với nhiều linh kiện đi kèm để phục vụ nhu cầu cấu hình cao của con người. Ngược lại, nhiều hãng cũng đã thiết kế những chiếc cây máy tính nhỏ gọn dành cho nhu cầu làm việc đơn giản, không cần nâng cấp máy. Tính di động và thoải mái. Tiêu chí tiếp theo để đánh giá xem nên mua PC hay laptop chính là dựa trên tính cơ động. Đối với laptop, người dùng có thể mang theo chúng thoải mái vì thiết kế nhỏ gọn, thời trang. Dù là những mẫu laptop lớn như 17,3 inch thì vẫn có thể di chuyển thoải mái. Đối với máy tính để bàn, việc kết nối giữa nguồn, màn hình, linh kiện với nhau khiến chúng hạn chế về tính di động. Nhưng bù lại, lại có bàn phím lớn, màn hình rộng, trải nghiệm thoải mái hơn. Giá thành và độ bền. So sánh laptop và máy tính để bàn về giá bán cũng giúp bạn có thêm căn cứ để lựa chọn. Laptop, hiện nay các sản phẩm laptop có giá thành đã hợp lý hơn nhiều. Tùy theo cấu hình, thương hiệu mà mức giá của laptop sẽ có sự khác nhau. Nhưng theo thiết kế ban đầu thì laptop chỉ phù hợp cho những cấu hình nhất định, độ bền cũng không cao bằng PC. Máy tính để bàn, bộ máy tính để bàn được đánh giá về độ bền bỉ cao hơn hẳn. Bên cạnh đó, giá thành cũng khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dùng. Kết nối mạng. Laptop kết nối Wi-Fi nhanh chóng. Máy tính để bàn sử dụng mạng dây là chính. Mục đích sử dụng: lướt web, mạng xã hội. Máy tính laptop có vẻ tiện lợi hơn, nhưng trải nghiệm trên một màn hình cỡ lớn như máy tính để bàn lại khiến bạn thoải mái hơn. Đối với phim ảnh, máy tính để bàn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo vì nó mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng hơn nhiều. Chơi game, nên mua laptop hay PC để chơi game thì cả PC và laptop đều đáp ứng nhu cầu này. Tùy theo sở thích hay tựa game mà bạn muốn giải trí để chọn lại máy phù hợp. Nếu bạn chỉ muốn một chiếc máy chơi ở nhà phục vụ nhu cầu ở nhà và không cần quá thoải mái, cần một chiếc máy thật mạnh mẽ, dễ nâng cấp thì việc chọn PC là hợp lý. Ngược lại, nếu muốn mang máy đi khắp nơi để chơi game và không cần làm việc liên quan đến đồ họa nặng thì có thể mua laptop gaming. Về việc mua laptop hay máy tính để bàn sẽ tùy thuộc nhu cầu, mục đích công việc, sở thích của từng người. Bạn nhớ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn nhé. Về mục đích học tập, nếu cần thường xuyên di chuyển thì nên ưu tiên chọn các sản phẩm laptop sách tay. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã
laptop khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn. Nhưng nếu bạn là sinh viên ngành công nghệ thông tin thì bạn đặc biệt cần một chiếc cây cấu hình mạnh mẽ, vì bạn cần phải cài cắm rất nhiều trên nó, server, máy ảo, vân vân. Có khi bạn còn cần cả PC và cả laptop nữa, máy tính để bàn dùng cho mục đích học tập, còn khi nào thuyết trình sẽ dùng laptop. Theo mục đích công việc, bạn nên lựa chọn thiết bị ưng ý cho mình. Nếu bạn không có nhu cầu mang thiết bị di chuyển qua lại và tiết kiệm chi phí ban đầu thì hãy mua máy tính để bàn. Máy tính để bàn hoạt động bền bỉ ổn định. Đi đâu mua laptop và PC giá rẻ nhất? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần đi đâu mua laptop và PC rẻ nhất. Thì tất nhiên là ta đi lên mạng rồi. Chúng ta sẽ vào Google gõ mua laptop hoặc mua PC. Ở đây tôi sẽ gọi là mua laptop và các bạn có thể lên rất nhiều các link mua laptop với các mức giá khác nhau. Thì tôi hay mua linh kiện điện tử ở Hà Nội Computer, thì tôi sẽ vào trang Hà Nội Computer. Các bạn có thể vào GearVN hoặc các trang bán đồ điện tử khác cũng tương tự như nhau thôi. Chúng ta sẽ tích vào các tùy chọn. Đầu tiên tôi sẽ chọn tùy chọn là 10 đến 15 triệu. Mức giá của tôi như thế thôi. Chúng ta sẽ sắp xếp giá tăng dần. Chúng ta sẽ tham khảo từ chiếc laptop rẻ nhất là tầm 10 triệu rưỡi đến 15 triệu. Chúng ta sẽ quan tâm đến hai thông số, đó là RAM và ổ cứng. RAM hiện tại bây giờ chúng ta cần phải tối thiểu là RAM 8 GB và ổ cứng là phải SSD. Và chúng ta sẽ xem có laptop nào RAM 8 GB không. Thay vì lướt xuống tìm thì tôi sẽ tích vào tùy chọn RAM 8 GB. Ở đây có 12 chiếc. Hai chiếc đầu 13 triệu 700. Các chiếc sau thì đều đã hết hàng. Đây, chiếc laptop này MSI đang còn hàng. 14 triệu 600. RAM 8 GB, tôi sẽ nhấn vào xem thông số. Chúng ta có thể đến trực tiếp cửa hàng để mua. Hoặc chúng ta sẽ vào một trang web có tên là web so sánh để tìm ra chiếc laptop cùng dòng mà rẻ hơn 14 triệu 600. Chúng ta sẽ truy cập vào trang web web so sánh.vn. Sau đấy copy tên của chiếc laptop chúng ta vừa tìm được, viết vào đây, nhấn tìm kiếm. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều nơi bán laptop MSI Modern 14 mà chúng ta tìm được ở trên Hà Nội Computer. Chúng ta sẽ sắp xếp giá từ thấp đến cao. Đây các bạn có thể thấy là 14 triệu 600 nhưng mà ở đây chỉ còn có 13 triệu thôi. 14 triệu 700 ở Hà Nội Computer. Còn bên này chỉ có 13 triệu 070 nghìn. Hơn 13 triệu một chút. Vâng, rất nhiều nơi bán giá tầm 13 triệu. Các bạn có thể chọn nơi bán uy tín hoặc chỗ rẻ nhất. Đây, xem web này là chỗ bán laptop rẻ nhất, các bạn có thể kích vào xem. Bây giờ chúng ta đã tìm được chiếc laptop rẻ nhất. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể tìm mua chiếc máy tính để bàn giá rẻ nhất. Nhưng các bạn lưu ý cần xem xét kỹ nơi bán xem có uy tín không thì hãng quyết định mua. Các bạn cũng có thể mua linh kiện điện tử trên các sàn thương mại điện tử như Shopee hay Lazada. Chỗ này cũng cực kỳ uy tín và vẫn bảo hành. Họ sẽ liên hệ với hãng và bảo hành cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nhưng rất tiếc là sản phẩm này trên Shopee đã hết rồi. Kết luận: PC hay laptop? Laptop, ưu điểm của laptop. Laptop sở hữu thiết kế nhỏ gọn, linh động cao trong việc di chuyển, cấu hình khủng, xử lý tác vụ nhanh, đồ họa đẹp mắt, chạy được nhiều
ứng dụng cùng một lúc. Pin hoạt động trong một thời gian nhất định mà không cần nguồn điện trực tiếp. Kiểu dáng mẫu mã phong phú, phù hợp với mọi đối tượng. Có thể nâng cấp RAM, ổ cứng và thay card màn hình, thích hợp với những người làm việc và học tập cần di chuyển nhiều. Nhược điểm của laptop: nếu không may rơi vỡ sẽ hỏng hóc nghiêm trọng, việc sửa chữa có phần khó khăn. Thời lượng pin cũng giảm nhanh sau một thời gian dài sử dụng. PC, máy tính để bàn, ưu điểm: cấu hình cao, mạnh mẽ, khả năng hoạt động ổn định hơn. CPU tốc độ cao, phần cứng có khả năng xử lý đồ họa tốt. Bên cạnh đó, dung lượng lưu trữ khủng, màn hình rộng, bàn phím và chuột rời nên thao tác thoải mái dễ dùng. Tuổi thọ các linh kiện cao, các linh kiện khó hư hỏng, dễ dàng tháo lắp để nâng cấp hay sửa chữa nếu hư hỏng. Nhược điểm của máy tính để bàn: thiết bị này khó di chuyển, tốn điện năng và khi mất điện thì không thể sử dụng được. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.